vinh sủng Người hiện tại gọi là vinh dự. Người khác cho chúng ta cái danh dự. Chúng ta chính mình phải nghĩ xem cái danh dự này nên có hay không. Nếu như không nên có Mà có được Nhất định không phải là việc tốt Lão Tử đã nói Họa là chỗ dựa của Phúc Phúc là nơi ẩn náu của mối họa Lời nói này Rất có đạo lý Cho dù dinh dự này đáng nên có thì cũng phải hết sức khiêm tốn nếu không mà nói cũng sẽ rước lấy quả hại quả hại gì vậy nếu như các vị bình lặng mà quan sát thì không khó thấy được đố kỵ chướng ngại quá nhiều nếu bạn làm việc tốt bạn là người tốt xã hội các nơi biểu dương bạn nhưng rất nhiều người xem thấy trong lòng không phục nhất là thời đại này vào thời xưa lòng người thuần hậu hay nói cách khác người đố kỵ ít không phải không có người hiện đại đã qua an toàn không có duyên phận để tiếp nhận giáo dục của thánh hiền từ nhỏ họ đã thấy đã nghe đã học tập được đều là tranh danh đoạt lợi cho nên xem thấy vinh sủng của người khác họ có thể cho qua được hay không cho nên ở thế gian hiện tại này làm việc tốt rất khó làm việc tốt bị người hủy bán người người nhục mạ nhưng họ vẫn có thể tồn tại còn làm việc tốt mà thường hay được người tán dương thì sợ rằng họ sẽ không được dài lâu các vị thử nghĩ xem hiện tại xã hội này có phải như vậy không cho nên câu nói này ngày nay chúng ta xem thấy thì cảm xúc rất là sâu sắc chúng ta phải hiểu đạo lý sau khi rõ lý thì liền biết được chúng ta phải nên làm như thế nào bất luận làm bất cứ việc gì càng là việc tốt to lớn thì tư thế càng phải thấp càng thấp càng tốt. Làm việc tốt, càng không để cho người biết thì càng tốt. Cảm ứng thiên nói cho chúng ta nghe về tích âm đức. Âm đức chính là làm việc tốt mà không cần phải cho người khác biết. Để cho người biết thì không phải là việc tốt nữa rồi. thế nhưng ngày nay thông tin rất phát triển làm được một chút việc tốt liền có một số ký giả nghe ngóng được tin tức đều đến biểu dương bạn người khác xem thấy thì đố kỵ chướng ngại đến gây phiền phức những sự việc này chúng ta có suy nghĩ qua hay không việc xấu nhất định không thể làm việc tốt thì phải nên làm làm việc tốt sự việc quan trọng nhất là quyết không được cầu báo đáp nếu như có cái nhân mong cầu phước báo thì không những phước không thể có Mà ngược lại còn có họa hại Giao thời xưa có Hiện tại thì càng nhiều Nói như vậy thì Việc tốt Có nên đi làm hay không? Xin nói với các vị Việc tốt phải nên làm Nhất định phải làm vì ai mà làm? Vì xã hội mà làm, vì chúng sanh mà làm. Mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình. Quyết định không phải vì chính mình mà làm. Hôm qua tôi xem xong băng ghi hình. Của cư sĩ Tề bà kể những sự việc có thật Chân gần đây nhất một người chào ban đêm kéo một chiếc xe với năm người ở trên năm người này không phải là người mà là năm con quỷ kéo đến cửa nhà của một người nọ họ liền bước vào là đi đầu thai đầu thai vào bụng heo heo nhà người đó sinh ra là năm con heo con việc này chứng tỏ sáu cõi luân hồi là thật không phải là giả những sự việc này thì rất nhiều rất nhiều lần trước cư sĩ lôi ở hồng kông ở chỗ này cũng đã nói cho chúng ta nghe sáu cõi luân hồi là thật đích thân ông đã trải qua ông đã kể với chúng tôi chúng tôi cũng đã dùng máy ghi hình để ghi lại rồi các vị cũng thường hay xem thấy những sự việc này nghe qua sự việc này rồi đây không phải là giả không phải mê tín cho nên vấn đề là tầm nhìn của chúng ta phải xa một chút Chúng ta đời sau đi đến cõi nào Có biến thành heo hay không Có thể biến thành độc xà mảnh thú hay không Sau khi chết thì đi đến nơi nào Đều ở trong một niệm Phật nói với chúng ta Một niệm sau cùng quyết định bạn sẽ đi đến cõi nào Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức khuyên chúng ta niệm Phật Đó là việc tốt